Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn có thể thấy đây là phần cáp phím tắt bật nguồn và điều chỉnh âm lượng trên điện thoại V Smart Joy 3 được thiết kế tách biệt ra khỏi bảng main của máy và dùng chân connect như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần phím tắt bật nguồn, phím điều chỉnh âm lượng trên điện thoại V Smart Joy 3 lỗi hỏng, bấm lúc được lúc không chập chờn, bấm không được, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 134534. Kỹ thuật viên Thể Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Chúng tôi là một trong đơn vị cung cấp tất cả linh kiện trên điện thoại V Smart Joy 3 phục quá trình thay mới, sửa chữa với các bạn khi cần. Do đó, khi mà quý vị các bạn gặp lỗi, sự cố liên quan đến phần cáp phím tắt bật nguồn để chỉnh âm lượng, quý vị các bạn vui lòng đặt hàng tại website Di Động Cao Cấp.vn. Tôi sẽ chuyển đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, khách hàng nhận được, khách hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại V Smart Joy 3 hàng đầu Việt Nam.